Chào mọi người, em Linh, kênh Đồ Nhật Bãi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Thì nay em giới thiệu mọi người vài cái mặt hàng mới nha mọi người. Đây là hàng mới 100%, như là kiềm Q2 nè. Đợt trước thì em chỉ lấy cái kiềm cắt thôi, nhưng đợt này thì em lấy thêm vài mẫu nữa, có kiềm điện nè, kiềm mũi nhọn và kiềm mũi quạ. Thì chú anh em nào có cần cái món gì thì cứ nhắn tin á, nhắn tin đặt hàng em ha. Thì mọi người nhắn tin bằng cách là nhắn là chốt rồi mã số, ví dụ như cái kiềm này, cái kiềm cắt. Kiềm cắt đợt trước em bán nè, kiềm cắt thì mã số nó là 7202, giá nó 450. Thì mọi người chỉ cần nhắn là chốt 7202, như vậy là đủ ha mọi người, chốt 7202 vậy là đủ, không cần phải nhắn thêm cái gì nữa, nó mất công nha mọi người. Chỉ cần nhắn nhắn chốt cái mã số thôi là được rồi, nó không có nhầm lẫn đâu hết ha. Thì mỗi 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 sản phẩm nó đều có mã số. Thì chắc là sắp tới là em sẽ nhập hàng mới về giới thiệu thêm với mọi người, thì vẫn song song với lại cái hàng bãi ha. Tại vì bây giờ cái hàng mới á, cái hàng mới bây giờ cái giá nó cũng dễ thở lắm rồi mọi người, nó không có còn cao như lúc trước nữa. Thì bây giờ cũng như nhiều cái công ty lớn người ta đứng ra, người ta nhập khẩu về, người ta phân phối á, cho nên cái giá nó cũng đỡ hơn. Chứ lúc trước thì mình phải mua ở bển, mình phải mua trực tiếp ở bên bển về, cho nên giá nó cao, nó khó có tiếp cận được cái khách hàng. Hôm nay thì nó đỡ rồi, với lại nay thì nó cũng đa dạng, sản phẩm nó cũng đa dạng nữa, nhiều thương hiệu. Ví dụ nay em có nhập một ít sản phẩm của Zato nè. Zato thì nó là một thương hiệu của Ba Lan. Còn Fovi, đây là cái kềm rút Rivet của Fovi. Fovi là thương hiệu của Ý. Thì cái này của Đức, còn cây mở lớp này của Nhật. Thì giá thì cũng như mặt bằng chung của thị trường bây giờ mọi người. Mọi người coi có phù hợp thì đặt hàng ha. Thì đầu tiên là em giới thiệu mọi người cái kiềm điện của Q2. Q2 hàng mới 100% nha mọi người. Thì cái kiềm điện này thì nó với lại cái kiềm cắt, cái kiềm mũi nhọn là nó được làm cùng một loại thép, đó là thép C70 á. Cái đặc tính của thép C70 á thì em cũng đã có mô tả ở clip trước qua cái cây kiềm cắt rồi, nhưng bây giờ em cũng phải mô tả sơ lại cho mọi người. Thì cây kiềm này nó được làm toàn bộ bằng thép C70, tức là từ đầu tới cuối luôn, từ đầu kiềm tới cuối kiềm bằng thép C70. Riêng cái phần đầu kiềm á thì nó được gia nhiệt và được xi mạ để gia tăng cái độ cứng. Thì cái bản thân của thép C70 thì độ cứng nó chỉ đạt là 46 Hrc thôi mọi người. Nhưng mà riêng cái phần đầu kềm á thì họ xi mạ rồi họ gia nhiệt, cái độ cứng nó lên tới khoảng từ 65 cho tới 66 Hrc à. Thì với cái độ cứng này thì nó có khả năng là cắt được dây piano. Cái đường kính dây piano là 1.6 mm. Dây piano là dây 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 thép cứng đó mọi người, dây dây lò xo á, dây mà dây thép mà để làm lò xo á, nói chung là để cắt cắt lò xo thì nó có thể cắt được là cái đường kính của cọng cọng thép là
1.6 mm. Và theo như bên phía công ty họ 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 công bố á, thì nếu như mà mình cắt cái điều kiện sử dụng bình thường, ví dụ như mình làm nghề á, thì mình cắt có thể được 45.000 lần. Nhưng mà ví dụ như mình chỉ cắt một một điểm và cắt liên tục thì nó chỉ được khoảng 25 đến 30.000 lần thôi. Và cái kỹ thuật xi mạ của nó thì nó xi mạ tới 4 lớp lận. Xi mạ 4 lớp ha. Thì cái kỹ thuật xi mạ thì họ không có nói nhiều, tại vì cái đó là cái bí quyết của người ta. Thì họ chỉ công bố về cái cách xi mạ rồi cái độ cứng thôi, chứ còn xi mạ cái gì thì họ cũng không nói rõ nữa. Thì sản phẩm này bây giờ nó cũng phổ biến rồi, cái thương hiệu Weha nè, thì mọi người có thể tìm hiểu thêm về cây kềm này ha. Thì đây là mã số của nó đây, Z 01006 180, 180 đây, mã vạch nha mọi người. Kềm này được nhập trực tiếp từ Đức, Weha là một thương hiệu của Đức, thì nó cũng mới đây thôi, nó không có được già dặn như là thằng Canibet. Canibet thì nó là đỉnh rồi, nhưng mà sinh ra để muộn, nhưng mà nó vẫn có những cái ưu điểm, nói chung là nó vẫn có những ưu điểm vượt trội hơn so với lại Canibet. Thì nó cái gì vậy, nó có cái hơn cái thua, chứ không phải cái gì nó cũng hơn mà cái gì nó cũng thua ha. Riêng em đã từng tiếp xúc với lại kềm Canibet thì em biết cái kềm Canibet á, thì cái thép nó làm bằng cái gì thì em không có biết, nhưng mà cái kềm của nó có độ đàn hồi rất là cao, cho nên ví dụ như khi mà mình sử dụng cái kềm nhọn á để mình uống lò xo, hoặc là uống cái kim loại gì cứng á, thì cái mũi của nó sẽ bị dặn. Canibet á, em đã trải nghiệm rồi, tại vì em cũng đang xài cây kềm của Canibet. Nhưng mà riêng cái thằng Weha này nha, cây kềm mũi nhọn á, nó rất là cứng, cái mũi nó rất là cứng, rất là cứng luôn. Mình uống dày nó không có bị vinh vinh veo gì hết, nó rất là vững đó. Cái đó là em đã trải nghiệm thực tế nên em kết luận như vậy. Còn chú bác anh em ai có cái trải nghiệm khác thì có thể chia sẻ ha. Rồi em nói cụ thể về cái kềm này, thì cái kềm này thì nó ở đây bốn cái mẫu kềm của Weha này nó đều đạt được những cái chứng nhận như nhau cả. Bây giờ tiêu chuẩn cách điện 1000W nè, rồi cái tiêu chuẩn rất là nhiều cái tiêu chuẩn của châu Âu nha mọi người, chữ Germany đi ha, Đức nha. Nó cái vỏ rất là dày dặn, cầm rất là êm tay nha, dày nhưng mà nó rất là êm tay, rất là êm tay, cầm rất là sướng tay. Professional electric, tức là dùng cho điện chuyên nghiệp. Rất là đẹp luôn. Cây kềm này em lấy về bán, nhưng mà em đem ngâm em ngắm suốt à, cái dòng kềm Weha nè em đem ngâm ngắm suốt à. Đấy, cây kềm này thiết kế như vậy đây mọi người. Cái ngàm của nó thì phía trong này nó có một cái ngàm dạng như là elip để mình có thể kẹp được những cái con bồ lon ha, hoặc là những cái đai ốc. Rồi cái răng ngoài nè, răng ngoài nó thiết kế nó có một hàm nó cong ha, nó có một hàm nó cong là không biết cái mục đích nó là để kẹp cái gì em không biết, nhưng mà nó thiết kế đặc biệt đó, nó vậy đó, nó thiết kế sát nha mọi người. Thì
piano thì em không có, nhưng mà ở đây em sẽ test thử cho mọi người coi. Cái cọng rive á, cái con rive nè mọi người, con rive ha, con rive này nó cũng cực kỳ là cứng nha. Đó, đường kính nó 2 ly nha. Thì đối với kiềm điện này mình cắt đó thì có lẽ là nó sẽ khó khăn hơn là cái kiềm cắt chuyên dụng. Mọi người có thể coi ha, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà đương nhiên là nó sẽ không không có được ngọt bằng cái kiềm cắt chuyên dụng như rồi. Để lát em test thử cái đó cho mọi người coi ha. Bóp một tay, bóp sức em thì cũng không mạnh lắm đâu, nhưng mà em bóp thì rất là nhẹ nhàng ha. Đó, cái lưỡi của nó mọi người thấy không, cắt rồi mà nó không có dấu luôn á, tức là cái cách mà họ xi mạ như thế nào đó mà mình cắt nó không để lại cái dấu vết mà mình cắt. Chứ thường là những cái kiềm khác là mình cắt nó sẽ để nó bị tróc cái lớp xi mạ liền, nhưng mà với cái kiềm Wiha này là mình cắt không hề tróc luôn, không hề tróc luôn nha. À, nó chỉ có cái vết hơi mờ mờ đó, trắng 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 đó mọi người thấy không, ở sát mí lưỡi đó, chứ còn nó không có cái vết tròn tròn giống như những cái kiềm thông thường. Còn cắt dây điện thì đương nhiên là kiềm điện mà phải cắt dây điện, nhưng mà cây này nó cắt dây điện thì nó không có trở ngại gì hết, nhưng mà quan trọng là nó cắt có ngọt hay không ha. Cắt dây điện có ngọt hay không thôi, chứ cắt dây điện thì đối với nó thì không có trở ngại gì hết đó. Thì bên phía công ty họ cũng yêu cầu là mình có thể test giấy, cắt giấy. Đây là một cái tờ giấy, giấy lịch treo tường của mọi người, mình có thể cắt cắt giấy ha. Đó. Nói chung là nó rất là hoàn hảo luôn á, cái kềm này rất là hoàn hảo luôn, nhưng mà giá cực kỳ tốt. Cái thông số của nó là thông số nhà sản xuất công bố là 180, nhưng mà mình đo thực tế nó ra tới 185 mm là mọi người, 185 mm nha, tại vì cái vỏ này nó dày nè, vỏ nó dày á, cho nên cái chiều dài của cái kềm nó sẽ tăng ra. Kềm thiết kế rất là đẹp, rất là chắc chắn. Em cũng đánh số luôn nha mọi người, để mọi người dễ chốt hàng. Đây là mã số 7201, giá của nó là 500.000 đồng một cây ha. 7201 cây kềm điện này, 500.000 đồng một cây. Rồi thì cái kìm cắt này thì nó cũng được sản xuất cũng cùng một loại thép, và cái cách cách sản xuất cũng như là cái kìm điện luôn thôi, nhưng mà nó chỉ khác là nó là cái kìm cắt thôi ha, với lại mã của nó thì khác mã thôi ha. Đây là mọi người có thể tra mã ha, cũng kích thước là 180, kích thước 180 thì kích thước thực tế cũng là 185 đó. Thì bây giờ em sẽ test thử bằng cái con rivet lúc nãy ha, sẽ test bằng cái kìm này. Nó nhẹ, rất cực kỳ nhẹ luôn mọi người, dùng mình dùng cái lực nó rất là nhẹ luôn, như là mình cắt một cọng dây dây kẽm nhỏ vậy đó, nó nhẹ hơn rất là nhiều so với lại cây kiềm điện đó, cực kỳ nhẹ nha. Đó, cực kỳ nhẹ, ý là kích thước nó là chỉ có 185 mm đó nha, thông số kỹ thuật là 180 nha, rất là nhẹ. Nó có cái dòng bi cấp nữa, tức là cái dòng bi cấp là nó có một cái nút
giống như là cái kìm hai lỗ mọi người, để mà mình mở ra cái hàm nó rộng ra để cái lực cắt nó nhẹ hơn. Nhưng mà cái kìm đó thì giá nó cao quá cho nên em không có nhập, em không có nhập cái mẫu đó. Cái này cắt dây điện thì khỏi phải cắt rồi ha mọi người, khỏi phải nói luôn. Đó thì nó cũng như là cái cây kìm điện thôi, nó cùng một loại thép và cái cách xi mạ cũng giống nhau ha. Nó chiều dài cũng là tương đương bằng bằng cái cây kìm điện. Thì cái này em đánh là mã số là 7202, giá là 450 ngàn, giá vẫn như cũ nha mọi người. Ở giá này là chuyển khoản em bao ship cho mọi người, chuyển khoản em bao ship, còn ship COD thì em không bao ship nha. Thì chú bác anh em nào muốn ship COD thì vui lòng trả cái tiền phí ship nha. Giờ ship COD thì vui lòng đặt cọc cho em nha, đặt cọc trước cho em nha. Rồi tới cái kìm mũi nhọn, cái kìm mũi nhọn cũng vậy thôi mọi người. Rồi. Cái mũi nhọn thì nó cũng là cũng cùng cái loại thép, rồi vỏ thì cũng cách điện 10.000 W, nói chung là nó giống nhau hết nha. Nó chỉ khác nhau cái kích thước thôi. Với cái mũi nhọn này á thì cái mã nó đây. Kích thước nó là 160 mm. Nó còn một cái mẫu là 200 nữa, nhưng mà cái mẫu đó thì giá nó hơi cao. Thì trước mắt thì em nhập cái mẫu này về trước. Thì thực tế nó cũng 165 nè mọi người, giá nó cao lắm. Cái mẫu mà 200, mẫu mà 200 mm giá cao lắm. Cây kìm này nó chỉ có 160 mm cho nên em không thể nào mà em cắt cái cây DV được nha mọi người. Thì khả năng cắt nó vẫn cắt được dây piano, nhưng mà dây chắc lẽ là dây nhỏ hơn, tại vì cái kích thước nó ngắn thì cái lực cắt nó rất là mình rất là cắt rất là nặng ha. Thì em thử cắt cái con khúc rivet này, em thử cắt thử coi, nhưng mà chắc chắc phải lực nặng lắm. Vẫn cắt được mọi người, vẫn cắt được nhưng mà rất là nặng, nặng hơn rất là nhiều ha. Đó cái cọng rivet của mình ở đây á mọi người, cái con rivet á. Và đặc biệt cái cây kìm mũi nhọn này á, nó thiết kế rất là thông minh mọi người. Cái răng của nó đó là răng xéo, nó xéo nghịch nhau. Ví dụ như cái hàm này thì nó xéo vô, còn cái hàm trên nó xéo ra. Tức là khi mình kẹp vật liệu á, khi mà mình kẹp vật liệu á là nó sẽ cứng ngắc luôn. À, nó cứng ngắc luôn. Đó, nó không có bị cái tình trạng mà lung lay của vật liệu. À, đối với lại cái kềm bình thường á thì nó cái răng này nó thiết kế là nó ngang. Trên dưới nó cũng ngang hết. Như vậy khi mà mình kẹp ví dụ như mình kẹp theo cái phương dọc đi thì nó rất là lung lay. Nó nếu cây kìm bình thường á, mình kẹp theo cái phương dọc này á thì rất là lung lay. Riêng cây kìm này á, mọi người kẹp nha, mọi người cũng cùng một cái lực đó, nhưng mà mọi người giữ cái vật liệu nó sẽ vững hơn rất là nhiều. Tại vì hai cái răng này nó chéo nhau thì nó sẽ tạo thành một cái kiểu như là cái mắt võng á, cái mắt võng á mọi người, cái sọc caro á. Đó, thành ra nó giữ cái vật liệu rất là chắc ha, kể cả phương ngang cũng vậy luôn. Nói chung phương ngang phương dọc gì thì hai cái răng này nó chéo ngược nhau cho nên nó giữ vật liệu rất là chắc nha. Đó, cái thiết kế rất là thông minh. Nhưng mà em không biết sao rất ít hãng họ thiết kế theo kiểu này nha, rất ít hãng họ thiết kế theo kiểu chéo ngược chéo xuôi như vậy. Thì hàng bãi thì cũng có hàng bãi Nhật á,
Thì có một số cái thương hiệu của Nhật họ cũng thiết kế cái răng dạng vậy mọi người, nhưng mà đa số là họ chỉ thiết kế răng cái răng ngang thôi. Đó thì cái kèm này nó cũng là cách điện 10.000V ha, thiết kế cũng giống nhau như vậy. Nó kích thước nó là 160 rồi thực tế là 165 ha. Cái kèm nhọn này cái lưỡi cắt nó rất là dài mọi người. Nó dài hơn những cái kèm nhọn bình thường rất là nhiều luôn á. Cái kèm nhọn bình thường mình á thì cái chức năng cắt á, là mình chỉ để kiểu như là đối đế thôi, nhưng mà riêng cái cây kèm này á, cái lưỡi cắt nó rất là dài luôn. Nó dài tới 21 ly nha. Có phải là tương đương với lại cái nó dài hơn cây kèm điện luôn mọi người, cái lưỡi cắt nó dài hơn cây kèm điện luôn. Không biết nó thiết kế nó cắt cái gì mà nó dài hơn cây kìm điện luôn nha, cái lưỡi cắt, cái phần lưỡi cắt á. Cái này thì nhà sản xuất người ta cũng không công bố nữa. Thì nói chung là nó dài hơn người ta đó ha. Rồi mẫu kìm nhọn này, mã số của nó là 7203, giá 420.000. Giá đây là chuyển khoản em bao ship nha mọi người. Tiếp theo là một cái kìm mổ quạ. Cái kìm mổ quạ cán thì cũng cách điện 1.000V và những cái tiêu chuẩn khác thì cũng giống nhau hết. Đây mã số của nó đây mọi người, Z22006250 ha. Đó, nó đều là của Đức ha, đều có những cái tiêu chuẩn của châu Âu hết ha. Riêng cái kìm mổ quạ này á thì cái thép của nó là một loại thép khác, nó không phải dùng cái loại thép C70. Thép của nó là thép CM440 đó, thì cái độ cứng của nó chỉ đạt được là tầm 56 tới 60 HRC thôi. Nhưng mà tại sao cây kìm mổ quạ họ lại không làm bằng thép C70 như những cái kìm đó, là họ nói lý do là cây kìm mổ quạ kích thước nó dài, cái tay đòn nó rất là dài, mà cái thép C70 này nó cực kỳ cứng. Nó cứng thì đương nhiên là nó giòn mọi người, mà với cái tay đòn dài này á, mình bóp á thì nó sẽ dễ bị gãy. Riêng cái loại thép CM440 này á là nó có cái độ đàn hồi ha, nó có cái độ đàn hồi, tức là nó có khả năng nhiệt đó mọi người, có khả năng nhiệt đó. Cho dù mình bóp hết sức của mình thì nó cũng không gãy được. Họ đã test hết rồi, mình bóp hết sức luôn nó cũng không gãy được ha. Đó, mình bóp hết sức thì giỏi lắm thì nó đụng xuống dưới này thôi, nó đụng xuống dưới này thôi ha. Thì họ sản xuất họ cũng đã nghiên cứu và cũng đã test hết rồi, mới sản xuất thương mại ra ha. Đó, đây cái thiết kế của cái kìm mổ quạ, nó thiết kế cái dạng nút bấm để khóa nha mọi người. Bình thường là khóa ha, bình thường là ở trạng thái khóa. Còn mình muốn thay đổi kích cỡ thì mình bấm cái nút này xuống nè. Đó, mình bấm cái nút này xuống thì ở bên đây nó nhả cái bi đũa này ra. Thì mình có thể trượt được ha. Mình trượt tới cái kích cỡ mình mong muốn và mình buông ra, nó sẽ khóa lại, là nó sẽ không chạy tới chạy lui nữa, cứ việc cầm đây mình thao tác thôi ha. Đó, thiết kế kiểu canibet mọi người. Đó thì cái kìm mổ quạ này nó có thể kẹp được ống tròn nè,
rồi có thể kẹp được bù lon hay là con tán. Đó, thiết kế cái ngàm nó dạng hình chữ Z nha mọi người. Nói chung là nó có thể kẹp được rất là nhiều vật liệu, rất là nhiều cái nói chung là rất là nhiều chức năng ha. Và cái cây kềm này nó kẹp tối đa là cái khả năng kẹp của nó là 50, gần đó em đo là em còn chừa lại nha mọi người, tại vì cái ống tròn á, ống tròn thì đó, còn nếu mà kẹp đai ốc á, kẹp ốc á thì nó lên tới 58 lần, 58 ly lận, thậm chí là hơn luôn á. Đó, đó. Kẹp đai ốc nha, còn ống tròn có lẽ nhỏ hơn. Ống tròn thì chắc cũng khoảng 57, 56, 57 ly ha. Rất là nhiều răng, răng ở khắp nơi. Răng ngoài, răng trong, rồi răng trong nữa. Rất là nhiều răng ha. Cây kềm nước này thì nó không có xi mạ bóng như là mấy kềm điện đó, nó xi mạ cái dạng như là nó mạ cái này giống như là mạ crôm á mọi người, mạ crôm hay là mạ cái gì đó mà nó mờ 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 bóng mờ ha, không phải crôm đâu, crôm thì nó bóng láng như vậy, còn này nó mạ cái gì á em cũng không rành lắm đâu, rất là đẹp, kiểu rất là đẹp luôn. Kích thước của nó là 250 mm nha mọi người, tức là 2 tấc rưỡi á, và kẹp được khoảng 56 57 mm ha. Cán vỏ cách điện, 1000W, cơ cấu nút bấm trượt để khóa ha, nút bấm khóa. Rồi cái mẫu kềm mẫu quạ này, mã số của nó là 7204, giá 530.000, chuyển khoản em bao ship. Cái thương hiệu Zalo này nó có kềm mẫu quạ cái kiểu thiết kế như vậy nữa nè mọi người, nhưng mà em trước mắt thì em chỉ lấy 2 mẫu này thôi, một là kìm phe 4 trong 1, hai là cái kìm cắt tốt dây điện chuyên dùng trong thi công điện, những cái ổ điện âm hoặc là dây điện nó nằm ở trong vị trí chật hẹp. Thì đây là cái kìm mở phe, kìm mở phe của Zato. Zato là một thương hiệu của Ba Lan. Zato là một thương hiệu của Ba Lan. Và cái này được nhập khẩu trực tiếp từ Ba Lan. Nhập khẩu từ Ba Lan, nhưng mà xuất xứ của nó là nó được sản xuất ở Đài Loan. Kìm phe này sản xuất ở Đài Loan, xuất qua thị trường Ba Lan và công ty nhập từ Ba Lan về. Riêng cây kìm cắt tốt này nhập là sản xuất tại Ba Lan và nhập trực tiếp từ Ba Lan. Còn cây kìm phe này là sản xuất tại Đài Loan. Kìm phe 4 trong 1 giống như là mấy kìm phe bãi nó, em cũng có bán cái loại này nè mọi người. Thỉnh thoảng có một bộ nó về đó, nhưng mà hiếm lắm. Thì đây, nó bao gồm 4 đầu. Thiết kế tay Zato, ở trên đây nó có để luôn ha, Zato. Đó.
dùng cho phe trong và phe ngoài. Vỏ cao su, vỏ cao su, nhựa hay cao su, cao su. Thì cái kềm này cái thông số của nó là, để mô tả trước đi, nó có thể mở được cái phe có đường kính, cái đường kính của phe là từ 10 cho tới 50 mm, tức là từ 1 phân tới 5 phân cái đường kính của phe, mọi người cái đường kính này nè nha, mở được phe trong phe ngoài đó. Thì cái cách thức dùng của nó nè, khi mà mình gắn vô cái hai cái chốt ngoài thì nó sẽ mở được phe ngoài nè, còn mình gắn chốt trong thì nó mở phe trong nha. Đó rồi, để em tháo ra em review cho những chú bác anh em mà chưa tiếp xúc với nó. Đây hiện tại ha, hiện tại là nó lắp vô hai cái trụ ngoài nè, hai cái chốt ngoài thì nó sẽ mở phe ngoài nha. Đó mình bóp thì nó bung ra nè đó. Còn khi mình muốn mở phe trong thì mình sẽ tháo cái này ra, cái này nó thiết kế như vậy nè mọi người. Thiết kế khóa nè, bên đây ở đây có một cái lò xo, mình ấn cái này xuống ha, mình chịu mình ấn xuống đó, rồi mình chỉ việc trượt cái này ra theo cái vị trí dọc rồi mình lấy ra ha. Đây nó về đây đó, khóa đó, cái lò xo đó. Hiện tại là mình đang lắp cho cái trụ ngoài nè đó, mình đang lắp nó vô trụ ngoài. Thì bây giờ mình muốn mở mở phía trong mình đưa qua bên đây, thế mình lắp vô, mình lắp vô hai cái trụ trong này ha. Đó rồi mình gài chốt lại ha, gài chốt lại thì mình khi mà mình bóp á là nó sẽ khép vô đó ha, khi mình bóp nó sẽ khép vô là nó mở phía trong. Nó rồi mình lắp vô nè đó, mình để cho nó dọc rồi mình đưa vô đó, ấn xuống đó, thế là nó khóa ha. Bây giờ nó lại thành phe ngoài dầu không à. Thì cái cây kềm này nó 4 trong 1 là nó sẽ có 4 mũi cho mình ha. Đây là mũi mũi thẳng, mũi thẳng ha, mũi thẳng và đầu mũi là 1 ly 2, 1 ly 2 ha. Ở đây có một mũi thẳng, đầu mũi là 1 ly nhỏ hơn để mình mở những cái phe nhỏ ha. Rồi một mũi lơi, mũi lơi này lơi 45 độ, lơi 45 độ ha, mũi này cũng 1 ly, 1 ly 2 đó, chỉ có mũi thẳng là 1 ly thôi. Mũi thẳng thì hai mũi thẳng thì một mũi là 1 ly, một mũi một ly 2. Rồi cái mũi cong, cái mũi cong 90 độ. Một mũi cong 90 độ. Mũi cong 90 độ. Đầu mũi cũng là 1 ly 2. Đó. Tức là 4 mũi nha mọi người, 4 trong 1 á. Em review vậy cũng rõ ràng ha mọi người. Tức là một cây một bằng 4 cây đó.
một cây bằng 4 cây, một cây bằng 4 cây. Cái cây này kích thước của nó là, kích thước của nó là bao nhiêu ta, chiều dài là bao nhiêu? Đo đi. Chiều dài của nó là 165. Ha, chiều dài của nó là nếu mình lắp mũi như vậy là 165 mm. Ha, 16 năm ha. Zalo. Ha, đây là cứ ghi rõ ràng là mọi người. Sản xuất tại Đài Loan. Dưới sự ủy quyền của công ty Toya gì nè, Toya nha, Ba Lan. Mã vạch đây, mã vạch của Ba Lan nha, tức là cái này sản xuất tại Đài Loan và đem về Ba Lan chứ không có bán ở những thị trường khác. Rồi những thị trường khác muốn mua thì phải nhập từ Ba Lan về. Rồi cái sản phẩm này mã số của nó là 7205, giá 280 ngàn cho một cái kìm này. Rồi tiếp theo, đây là cây súng, súng cây súng cây kềm cắt tút dây điện Gia Tô á. Cây này thì được sản xuất tại Ba Lan luôn. Đây cái dòng chữ này mọi người, sản xuất tại Ba Lan nha, và nhập khẩu trực tiếp từ Ba Lan. Đây thông số của nó này mọi người, dài 195 mm. Nó có thể tút được dây AVG là 20 đến 10 vậy nè. Còn dây dây đồng của mình là từ 0.5 đến 6.0 mm vuông nha. Từ 0.5 đến 6.0 tới 6 mm vuông. Đó. Và cái lưỡi cắt của nó được làm bằng thép SK5. Thép SK5 ha. Chiều dài của nó là 195 mm, tức là gần 2 tấc các mọi người, gang tay em nè ha. Đó thì đây là cái khóa, đây là cái khóa của nó ha. Mình đẩy lên, đẩy lên ha, mình mở ra đó. Thì ở đây nó thiết kế như thế này đây, lưỡi cắt chữ V, hai lưỡi, lưỡi trên lưỡi dưới nha mọi người, lưỡi chữ V ha. Đó thì này dầu nha mọi người, dầu bảo quản nha. Cái lưỡi mà cắt dây của nó là nó cắt được cái dây có đường đường kính là 2 nè mọi người, hai này chắc hai đường kính 2 ly quá. Đường kính chắc đường kính 2 ly. À, lưỡi cắt của nó đây. Rất là sáng ha. Đó, mình bóp xuống thì nó sẽ cắt. Đó, còn cái chức năng tốt của nó thì cái cây này nó chuyên dụng để cho chú bác anh em mà cần tuốt những cái dây điện mà ở trong ổ âm á, hoặc là ở trong những cái vị trí chật hẹp á, thì trong vị trí chật hẹp thì mình không thể nào mình dùng những cái kìm khác được, chỉ dùng những cái cây mà có cái mũi như vậy thôi. À, kể cả những cái cây mà cái cây này kêu bằng là cây tuốt dây tự động, mà có những cái cây kìm mà dạng như kìm này nè mọi người, mà cái đầu nó có cái chức năng tuốt á, cái đó thì nó không tự động, cái đó mình phải giật ha, mình phải giật ra. Nhưng mà cái ổ điện mà mình giật ra như vậy thì nó không có đúng kỹ thuật ha, nó có thể làm đứt dây, nó hư hại những cái chi tiết điện ở trong đó ha. Nhưng cái cây này nó là tự động thì cái thiết kế cái mũi của nó như vậy nè, ví dụ như cái dây điện mình nó nằm ở trong cái ổ điện như đó, thì mình đưa nó vô, mình đưa nó vô ha, rồi mình tuốt
Đó, rất là nhẹ nhàng, nó không có tạo ra cái lực giật, nó không có tạo ra cái lực giật, cho nên nó không có hư hại những cái chi tiết điện của mình ở trong đó ha. Dạ, nó cũng an toàn nữa, cũng an toàn cho mình nữa. Cái này là bằng nhựa ABS, bằng nhựa ABS nha mọi người, rất là bóng bẩy đó. Thì nó có khả năng cắt từ 0.2 đến 60 mm vuông nha mọi người đó. Thì cái này là không có chỉnh gì hết, tức là dây nhỏ dây lớn gì cứ đưa vô mà tuốt thôi. Tại vì nó thiết kế như thế này, nó thiết kế là ở trong đây nó sẽ có một cái lò xo, cái lưỡi trên đó, lưỡi trên nó sẽ có một cái cuộn lò xo đó, nó đưa ra một cái đầu kẽm nè để nó giữ dây nè. Ví dụ dây nhỏ cắt bỏ đi, khi mà mình cắt á, mình muốn cắt dễ á, thì mình bóp bóp lại một cái cho cái lưỡi nó đưa ra nha mọi người. Bóp lại khi cứng tay á là cái lưỡi nó đưa ra á, thì mình sẽ đưa dây vô ha, cắt rất là ngọt luôn. Mình đưa dây vô mình cắt vậy nó sẽ rộng rãi hơn ha, chứ còn đương không thì mình đưa dây vô thì nó vướng víu lắm đó. Mình phải bóp cứng tay ha, mình bóp vừa cứng tay là cái lưỡi nó đưa ra ha, mình cắt, đưa dây vô mình cắt rất là nhẹ nhàng đó. Đó là còn cái công dụng của cái lò xo nè, mọi người có thấy cái lò xo nó chặn ngang đây không, cái thanh kẽm nè đó, mình đưa dây vô ha. Thì dây nhỏ thì cái lò xo nó sẽ đè cái đầu kẽm nó sẽ đè xuống đó, mọi người thấy không nè, nó đè xuống nè ha, giữ dây đó. Dưới dây nhỏ thì cái nhiệm vụ cắt giỏ dây điện là của cái lưỡi dưới ha, của cái lưỡi dưới đó, còn cái lưỡi trên là nó giữ và nó kéo, nó tì vô nó kéo ha. Đó, lưỡi chữ V. Còn đối với dây lớn á, dây mà giới hạn á, là ví dụ như dây 6 mm vuông đi, thì nó sẽ vừa luôn với lại cái chữ V này, thì nó sẽ đẩy cái đầu của cái lò xo đi lên, và cái lưỡi trên nó sẽ tham gia vô cái thao tác cắt, tức là hai lưỡi nó sẽ cắt cái vỏ ha. Đó, còn hiện tại dây nhỏ thì chỉ có một lưỡi dưới thôi. Còn cái lưỡi này là cái cử này á là nó chuyên dùng cho những cái ổ điện gì đó mà nó chỉ từ 8 mm tới 12 mm ha, tức là cái đầu dây mình tuốt của mọi người tối đa là 12 mm ha, còn mình đẩy vô nữa thì không được. Còn nếu mà chú bác anh em không muốn xài cử này thì tháo ra ha, bóp vô nè, bóp hai cái này vô nè, thì ở trong thiết kế như nè, bóp vô rồi lấy ra thôi, lấy ra không xài cử nữa, thì lúc đó mình muốn tuốt dài mình tuốt ha, mình đút dây sâu vô mình tuốt thôi ha. Đó, giờ mình muốn tuốt dài mình đút dây sâu vô nè, đó mình tuốt đó. Cắt rất là ngọt. Đó, cái lưỡi gà này đây mọi người, nó thiết kế như vậy đây. Nó mình bóp vô nó sẽ khép, nó khép hai cái ngàm này nè, khép lại mình lấy ra. Mình đút vô mình cứ đưa vô mình ấn ấn vô thôi. Ha, thì chú bác anh em muốn xài cử thì mình để cử, còn không thì mình tháo ra. Đó. Nó cử thì nó chỉnh từ 8 tới 12 mm đó. Còn mình muốn tuốt dài thì mình tháo ra ha. Rồi mình xài xong thì mình bóp lại cho cái ngàm nó khép lại. Ngàm nó khép lại rồi mình kéo cái khóa nó xuống. Đi. Rồi bóp sát lại. Rồi kéo khóa lại. Rồi nó sẽ khóa lại ha.
Thiết kế rất là thông minh. Rồi với cái kềm này mã số của nó là 7206, giá 520 ngàn, chuyển khoản em bao ship. Rồi còn hai sản phẩm nữa thì đây là cái mỏ lết hợp kim nhôm của thằng Super Tool, mỏ lết tự động ha. Mỏ lết tự động là nó có khả năng mở là từ 16 đến 68 mm ha. Mỏ lết hợp kim nhôm tự động của Super Tool ha, dùng trong ngành nước nha mọi người. Thì cái mẫu này á là nó có hai cái ngàm, nó có ốp cái phần nhựa vô đây để mình dặn, khi mình dặn những cái con đá bằng nhựa nó sẽ chống cày cái con đá của mình. Thì cái này nó tự động thì như thế nào? Tự động là tức là khi mà mình điều chỉnh cho nó vừa lại kích kích cỡ của con ốc á, thì mình cứ việc dặn là dặn theo chiều mũi tên nè ha. Thì mình dặn, mình cứ dặn tới ha, rồi mình không cần phải rút cái mỏ lết ra, mình chỉ việc ha, mình chỉ việc quay trở lại. Thì lúc đó cái nhông này nè nó thiết kế là động ha, nó thiết kế động cho nên nó sẽ nhả ra nè đó, như là cái ngàm nó là ngàm động nè, người thấy không đó, nó sẽ nhả ra ha. Rồi mình cứ dặn tới dặn tới dặn tới dặn tới thôi, giống như là cái mấy cây cờ lê tự động của mọi người ha. Đó nó như vậy thôi. Thì cái cây này là nó mở là từ 10 18 nha mọi người. Ủa 16, từ 16 cho đến 68 nha, từ 16 tới 68 nó còn trong nguyên đai nguyên kiện như này ha. Cái cây này thì cái kích thước của nó là bao nhiêu ta, tổng chiều dài của nó là 2 tấc 1, tổng chiều dài của nó là 2 tấc 1 nha mọi người đó. Thì dùng bên ngành nước nó nhẹ nó ngắn nhưng mà nó lại mở được cái kích thước lớn, và đặc biệt nó tự động, nó giảm tối đa cái sức của mình ha, giảm tối đa cái thao tác và cái sức của mình. Khi mà mình không muốn dùng cái ngàm này mình có thể tháo ra cái ngàm nhựa nè mọi người, cái kẹp nhựa nè mình có thể tháo ra, thì lúc đó nó sẽ còn cái nhôm thôi ha. Thì ở đây là có những cái cảnh báo thì chú bác anh em về mình có thể tìm hiểu nha. Thì em dịch sơ thì đây là cái này nó kêu bằng cái gì đây nè, cái này là cái tháo rời, có thể tháo rời cái phần nhựa nè, có thể tháo rời và không được nối dài, tức là mình nhà sản xuất người ta làm bao nhiêu đây thì mình chỉ xài bao nhiêu đây thôi, không không được nối ra dài nữa, như vậy nó sẽ quá cái khả năng của nó ha. Nó mở được tối đa là 68 mm nhưng mà với điều kiện là bình thường như vậy thôi nha mọi người, chứ mọi người mà nối dài ra nữa thì lúc đó cái lực rất là mạnh nha, với lại nó bằng hợp kim nhôm nữa thì nó sẽ không chịu nổi nha. Cái đó là mình kêu bằng mình độ mình chế rồi, thì không có sản phẩm nào mà nó còn được á. Rồi cái mỏ lết này, mỏ lết này mã số của nó là 7207, giá 650 ngàn, chuyển khoản em bao ship. Super Tool Made in Japan. Rồi cuối cùng còn một cái sản phẩm kìm rút privé,
Một cái kèm rút Rive của thương hiệu Fowi. Fowi là một thương hiệu của Ý. Và cái này được nhập khẩu từ Ý. Ha, được nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Nhưng mà cái này được gia công ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Made in PRC. Đó là thường thường là những cái công ty của châu Âu á, họ đặt nhà máy ở Trung Quốc á, thì họ sẽ không ít, họ thường là họ sẽ đẩy làm Made in PRC, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Họ né đi cái chữ China, tại vì cái nước nước Trung Quốc thì bây giờ chú bác anh em cũng biết rồi đó, không phải mình chê, không phải riêng gì mình, nhưng mà cả thế giới đều không tin tưởng họ, vì họ làm ăn rất là gian dối ha, nói chung gian dối đủ thứ hết. Cho nên khi mà nhìn những cái mặt hàng, những cái hàng hóa mà có chữ Made in China, người ta rất là ngại sử dụng. Cho nên những cái thương hiệu, những cái công ty của châu Âu thường thường là họ sẽ né hết, họ chỉ để là Made in PRC thôi. Rồi đi vô sản phẩm, thì cái kèm rút Rivê này ha, thì nó chức năng này cũng bình thường như những cái kèm khác thôi. Nó thì nó có cũng bốn đầu nè, bốn đầu thì nó thì đầu ba ly ha, đầu đầu ba ly, 2 ly 4 nè, ở đây họ có trên trên đầu có luôn nha mọi người, 2 ly 4 nè, rồi 2 ly 4, rồi 3 ly 2 nè, 3 ly 2, rồi 4 ly, rồi 4 ly 8, đó đầy đủ ha, bình thường. Ở đây họ có kèm theo một cái cờ lê để mình mở ha, để mình mở mở mấy cái đầu rivet này, đây cái khóa ha. Cái này thì cái chất liệu nó bằng cái gì thì em không biết nữa, nó sơn à, nó sơn kính mít đó này, em không thấy dấu hiệu luôn. Còn này chắc chắn bằng thép nè, tay trên bằng thép á, thì dưới này chắc bằng dạng như hợp kim á, giống như mấy cây lotter đó mọi người, kim nhôm á. Rồi cán thì vỏ là vỏ cao su mềm, cầm nó không có cứng tay lắm ha. Đó thì cái kiểu dáng vậy đây. Thì cái kèm river này nó đặc biệt hơn những cái kèm thông dụng khác ở chỗ là cái ngàm của nó ở trong đó mọi người là 3 chấu nha, tức là cái ngàm mà để bấu vô cái đuôi của Rive á là 3 chấu, tức là 3 cái lưỡi gà, thay vì bình thường á những cái thông dụng nó chỉ có 2 lưỡi gà thôi, nó ốp vô ha, còn cái này nó là 3 lưỡi gà. 3 lưỡi gà thì nó sẽ chịu được 3 điểm, à, nó chịu được 3 điểm theo hình tam giác, thì cái lực bấu của nó thì nó sẽ chắc chắn hơn, à, nó chắc chắn hơn, thì đương nhiên là nó sẽ lâu hao mòn hơn là cái 2 chấu ha. Đó nó đặc biệt người ta ở chỗ đó ha, 3 chấu. Đây để mở thử ra cho mọi người nhìn thử nè, chỉ mở cái này ra thôi nha mọi người, mở cái đầu này ra thôi nha, chứ còn còn mở lấy ra luôn thì nó mất công lắm. Đây mọi người có thể nhìn thấy ha, 3 chấu nha, đó ha, 3 chấu ha, theo hình tam giác đó đó, thấy cái đặc biệt của người ta đó. Ủa cái này bằng nhôm mọi người ơi, bằng nhôm nè, nó ra ten nè, thấy bóng bóng nè, bằng nhôm. Thì lưu ý chú bác anh em cái mẹo á, khi mà mình tháo lắp đầu á thì mình bóp bóp cái tay cầm này lại ha, để cho nó rút nó rút cái ngàm lên, mình dặn nó nhẹ hơn ha, tại vì lúc đó mình ép cái lò xo lên trên rồi nó sẽ nhẹ hơn. Đó rồi để em test thử cái 3 chấu nó có cái gì hay không, để em khoan thật, khoan sẵn mấy lỗ nè. Đó. Đây con Rivê này của mình đây nè mọi người.
Dầu DV 4 ly ha. Đó thì bây giờ em rút thử nha. Em không phải chuyên nghiệp nha mọi người, nghiệp dư tại vì tiếp xúc thường xuyên nó biết thao tác cái thôi, chứ còn làm thì nó rất là lộng cộng nha, xây tùm lum hết đó. Đó rất là nhẹ nha mọi người, nó bóp rất là nhẹ nha. Bây giờ phải một tay giữ vật liệu, một tay cầm cái kềm thì nó hơi khó khăn nha mọi người. Anh giờ anh để xuống đây đi cho nó dễ nè, một cái ha, hai cái, ba cái, dư không phải chuyên nghiệp, rút nhìn thấy gớm quá. Đó rồi đây nè, nó bấu nè, à mọi người thấy nó bấu không? Đó nó bấu ba bên đấy không, mọi người thấy cái răng nó không, nó bấu ba bên nha, ba bên nha. Đó tại vì em làm nó cực trực cực vụt cho nên nó sẽ tới sẽ lôi viết. À, giờ em đúc một cái đó cho mọi người coi nè, để cố định luôn nha. Đó ngon lành nè, hai cái, hai cái rưỡi à, không được ba cái nữa. Thì cái thứ hai rồi là cái thứ ba là mình chỉ nhấp vô cái là đứt nha. Đó, gỉ đứt nè mọi người thấy không, gỉ đứt bén ngót luôn á nè, nó bấu nè không, nó bấu muốn muốn banh cái cây này luôn á, tại vì cây này quá mềm, chắc nó cây này đã thiết kế dùng để cho mấy con ri quê của châu Âu rồi á, nó cứng, còn ri quê mình đây nó mềm mọi người, nó bấu như là sông ngoái luôn á. Những cái kèm bãi thì nó bấu đâu được vậy đâu, nó bấu thì nó cũng bấu chắc nhưng mà nó không có sâu ha. Nó dài cũng 2,5 tấc mọi người, 2,5 tấc ha. Chiều cao của cái đầu này là khoảng 7 phân, 7 phân mấy, 8 phân, 8 phân đó, chiều cao của nó đó. Phô vi đây, mã của nó đây đó, mã vạch đây nè. Rồi cây rút QV này mã số của nó là 7208, giá 540.000, chuyển khoản em bao ship. Rồi bao nhiêu đây nha mọi người, thì bữa nay em review một vài cái mặt hàng mới cho mọi người tham khảo ha. Thì có thể ngày mai hoặc mốt em sẽ tiếp tục cái hàng bãi. Thì tại vì bây giờ cái hàng bãi giá nó cũng cao quá mọi người, với lại hàng nó cũng khan nữa, cho nên em phải chạy đi tìm những cái mặt hàng mới này, mà đồ mới giờ giá nó cũng dễ thở rồi, nó cũng dễ tiếp cận rồi, cho nên có cái này cái kia để cho bác anh em mình lựa chọn nha. Ai thích đồ mới thì xài đồ mới, còn thích sưu tầm đồ bãi đẹp độc lạ thì mình xài đồ bãi nha. Em vẫn tiếp tục làm hàng bãi song song vậy đó, rồi hàng bãi hàng mới. Rồi chú bác anh em đặt hàng như cách em đã phổ biến ở đầu clip nha. Rồi mọi vấn đề mua bán khác thì mình trao đổi sau ha. Cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người.